សួស្តី អ្នក អរគុណ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ អ្នក អរគុណ អំពី របៀប ដាក់ លេខ password ក្នុង video របស់ លោក អ្នក ទី 1 យើង ត្រូវ down យក file winrar យក មក ដាក់ ក្នុង computer យើង រួច ហើយ រួច រាល់ ហើយ នេះ file winrar នឹង ចូល Google ឲ្យ មើល đảm cho pha bên trong từ là trong computer dương hoa nó pin ra đi đi pha bên ra đã trong computer là bật lục nè và computer lục nè sang giờ bị bit chứ là pha xăm sắp bịt máu đi là anh chưa được kia xa xong lại computer là bậc nhóm đi pin học sụp 4 bịt để chơi lượng download tới download hóa dừng tàu lao hồi rồi rồi hói bật chào vậy đi bịt ổ chơi một cặp folder mùi mới sẽ đám chế độ bị nhú folder đã folder đã máy video video tình là coi xong chia sẻ là còn mở về công tơ em đi mình tập đàm một tổ tiên đi my food the video đi video của cô nhóm tìm lại chỗ folder máu bò đi cái video chúng play mới đi viên toàn đại lý password đây các công tơ nhân viên đã dùng bà này bạc chanh đang dùng tôi đã lấy password nhưng bạc chanh nhé bật với nhập lại password rồi cho máu dùng cho lại folder cho mình nhé mua máy bị ổn đó và sẽ đám điều kiện đi click vào cái máu đi mua máy bị ổn pha winra dương tập báo dương cho lại đi cho lại set password tập báo dương đã máu đã lấy password ấy dương đã tới sẽ là lượng lượng lục nhé chúng đã lấy password đã một tỷ bay đâu với tỷ bảy đi à thở với chúng đã một tỷ bay đã được lừa đấy một tỷ bảy cho cái này các bạn nhưng cho cái này các bạn cho cái này ok các bạn chơi ok chơi ok tiếp ta rồi click create create file dần về anh về create dù ra
chết rồi, chết rồi. Đạt 30% rồi. Nè, pha video này. Ê, chú làm phần tù. Đó, mở pha video này, này. My, my video này, pha vinh ra. Chú lưu máu. Mà là khơi nhanh này, này, này. Đi my video cho 3 mớ. Đi video. Bỏ cô nhau mấy. 3 mớ, ở trên này cái này. Chẳng chứ, input password mà mua P bay cho Intel mới các bạn chơi ok độ extract à, trên vòng trên nhà nhớ nè và video nhóm viên tập năng bạn xuống nhận ông hãy chui subscribe không chờ nào cho bố bạn có một cung tràn từ bếp đi.